Bây giờ có những người xảy ra cái trốn đi nước ngoài. Tôi bảo bây giờ trốn đi nước ngoài, sang nước ngoài bắt về đây rồi xử. Còn trốn nước ngoài mà không bắt được thì luật pháp của nước ta cho phép xử vắng mặt. Trốn không được đâu. Trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử, xử vắng mặt. Tuyên bố công khai đi. Và làm quyết liệt như vậy. Bởi vì nếu không cái này sẽ làm hư hỏng cái bộ máy của chúng ta. Kính thưa quý vị, vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, tiếp tục trở thành tâm điểm trong thời gian vừa qua, khi mới đây, vào ngày 11 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vắng mặt vụ án này, không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng mà còn bởi sự phức tạp và tinh vi trong các hành vi phạm tội. Bà Nhàn là một doanh nhân từng được biết đến với hình ảnh thành đạt và quyền lực, đã khiến nhiều người bất ngờ khi bị phanh phui hàng loạt những hành vi vi phạm pháp luật. Dưới sự lãnh đạo của bà, AIC, một công ty được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước, đã bị biến thành một công cụ để thực hiện các hành vi thao túng, đấu thầu, hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm trục lợi cá nhân và làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của xã hội vào hệ thống quản lý công. Có thể nói, hành vi vi phạm của bà Nhàn và các đồng phạm đã diễn ra một cách có hệ thống với sự tham gia của nhiều quan chức và cán bộ có thẩm quyền, cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa quyền lực và tham nhũng. Bà Nhàn đã khéo léo sử dụng quyền lực và mối quan hệ cá nhân để thao túng quá trình đấu thầu, biến các dự án công thành những miếng mồi béo bở cho các công ty sân sau, trong khi ngân sách nhà nước bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi sự việc bị phanh phui thì bà Nhàn đã bỏ trốn và hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích. Vậy, phiên tòa xét xử vắng mặt bà Nhàn đã diễn ra và các phần tranh luận của luật sư bào chữa bà Nhàn như thế nào? Và thực hư bà Nhàn đã bỏ trốn hay đã chết? Những hành vi vi phạm của bà Nhàn và các đồng phạm ra sao? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Trong phiên tòa xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 7 tiếp tục phiên xét xử 14 bị cáo. Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Và trong phần tranh luận liên quan đến việc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có bỏ trốn hay không. Theo thông tin trước đó thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty AIC, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 22 đến 24 năm tù về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Dù đang bỏ trốn nhưng bị cáo Nhàn có tới 5 luật sư bào chữa, trong đó có 2 luật sư chỉ định và 3 luật sư do gia đình bị cáo này mời bào chữa. Các luật sư của bà cho rằng không thể xác định bị cáo đang bỏ trốn. Theo như lời của luật sư, bị cáo Nhàn xuất cảnh ngày 19 tháng 6 năm 2021 mà không bị áp dụng bất kỳ hạn chế nào như tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú. Vì vậy, luật sư cho rằng không có căn cứ để xác định bị cáo Nhàn biết được việc mình bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Theo luật sư, cần thiết nhận định tình trạng của bị cáo Nhàn là không biết rõ đang ở đâu, chứ không phải bỏ trốn. Việc bà Nhàn rời khỏi Việt Nam đã diễn ra trước khi cơ quan chức năng chính thức phát hiện và công khai các hành vi vi phạm của bà và công ty AIC. Sau khi bà Nhàn xuất cảnh, cơ quan điều tra bắt đầu mở rộng điều tra và phát hiện các hành vi thao túng, đấu thầu, hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến bà và các đồng phạm. Vâng, và có khả năng cao rằng khi nhận được thông tin về việc cơ quan chức năng bắt đầu điều tra thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã quyết định lẩn trốn để tránh bị bắt giữ và truy tố. Và việc bà xuất cảnh trước khi các hành vi vi phạm của mình bị công khai phát hiện cho thấy đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể nhằm né tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự. Và có lẽ sau khi rời khỏi Việt Nam, bà Nhàn đã biến mất, khiến cơ quan chức năng không thể xác định được nơi cư trú của bà và buộc phải phát lệnh truy nã quốc tế. Có nhiều thông tin của các trang phản động như VOA, RFA hay BBC có nhiều thuyết âm mưu tung tin rằng vụ án của bà Nhàn có liên quan đến đấu đá chính trị nội bộ, đối đầu giữa các phe cánh. Hiện tại bà Nhàn đang trốn bên Đức nhưng nhờ được chống lưng chính trị mà không bị bắt. Với những thông tin trên đều là sự suy diễn. Hiện nay Việt Nam đã ký kết rất nhiều hiệp định tương trợ tư pháp có quy định về dẫn độ với nhiều quốc gia,
như Liên bang Nga, Cuba, Lào, Hàn Quốc, Argentina, Hungary, Bulgaria, Ba Lan, Ukraine, Mông Cổ, Triều Tiên v.v. Nếu bà Nhàn bị lộ diện thì chắc chắn rằng sẽ bị bắt và dẫn độ về nước áp dụng theo hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết với quốc gia đó. Đó là điều hết sức bình thường. Còn nếu bà Nhàn hiện đang ở quốc gia chưa có hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ thì vẫn có thể dẫn độ trên cơ sở áp dụng các điều ước quốc tế liên quan mà cả hai quốc gia là thành viên hoặc thỏa thuận ngoại giao trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế để dẫn độ. Như vậy, việc bà Nhàn đang trốn ở một quốc gia chưa có hiệp định dẫn độ với Việt Nam mà họ chưa đáp ứng đề nghị của Việt Nam, thậm chí từ chối là việc bình thường. Vấn đề ở đây là thỏa thuận ngoại giao trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. Và chúng ta cũng biết, dù bà ta có trốn ở đâu thì cũng không thể trốn được dưới pháp luật của Việt Nam chúng ta. Ví dụ như vụ án Trịnh Xuân Thanh cũng bỏ trốn sang bên Đức, nhưng bằng sự quyết liệt của pháp luật Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh cuối cùng cũng ra trình diện và đầu thú vào ngày 31 tháng 7 năm 2017. Vậy đến đây chúng ta đặt ra câu hỏi, nếu trường hợp bà Nhàn chết thật thì vụ án sẽ được xét xử như thế nào? Trong phần tranh luận, luật sư của bà Nhàn có nêu ra, trường hợp không xác định được bị can đang ở đâu thì buộc phải tạm đình chỉ vụ án đối với bị can mà không thể ra kết luận điều tra hoặc truy tố ra trước tòa án. Đáp lại quan điểm bào chữa của luật sư, Viện Kiểm soát khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Viện Kiểm soát khi luận tội đã xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo. Về quan điểm cho rằng cần tạm đình chỉ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, theo Viện Kiểm soát với các quy định pháp luật hiện hành, thuật ngữ bỏ trốn tương đồng với không rõ nơi cư trú và không nêu rõ bỏ trốn trước khi bị khởi tố hay sau khi khởi tố. Và Viện Kiểm soát khẳng định rằng việc bà Nhàn và các đồng phạm đã xuất cảnh và bị truy nã là phù hợp. Viện Kiểm soát không tạm đình chỉ mà truy tố bà Nhàn cùng các đồng phạm và Tòa án Nhân dân TP.HCM quyết định mở phiên tòa xét xử vắng mặt là đúng quy định pháp luật. Theo Viện Kiểm soát, quan điểm cho rằng bị cáo Nhàn và các bị cáo đang bỏ trốn, không còn tồn tại hay đã chết là không có căn cứ. Trường hợp nếu đủ căn cứ, cơ quan tố tụng sẽ không điều tra, truy tố, xét xử mà sẽ có các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn qua đời, việc truy tố và xử lý vụ án liên quan đến bà sẽ diễn ra theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo quy định tại Điều 230 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 của Việt Nam, nếu bị can hoặc bị cáo qua đời, cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án đối với người đó. Còn nếu bà Nhàn qua đời trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Nhàn. Điều này có nghĩa là toàn bộ các hoạt động điều tra liên quan đến bà Nhàn sẽ dừng lại và bà sẽ không bị truy tố ra trước tòa án. Còn nếu bà Nhàn qua đời trong giai đoạn đã bị truy tố nhưng chưa được ra xét xử, Viện Kiểm soát sẽ ra quyết định đình chỉ truy tố đối với bà Nhàn. Điều này có nghĩa là bà Nhàn sẽ không bị đưa ra xét xử trước tòa án. Mặc dù vụ án đối với bà Nhàn sẽ bị đình chỉ nếu bà qua đời, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc xử lý các đồng phạm khác trong vụ án. Các cá nhân khác liên quan đến vụ án, bao gồm những người đã nhận hối lộ hoặc tham gia vào các hành vi phạm tội khác, sẽ tiếp tục bị truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục điều tra, thu nhập chứng cứ và tiến hành các thủ tục tố tụng đối với những người này. Nếu có bằng chứng cho thấy bà Nhàn đã chiếm đoạt tài sản công hoặc gây ra thiệt hại lớn cho nhà nước thông qua các hành vi vi phạm tội, dù bà Nhàn đã qua đời, nhà nước vẫn có quyền tiến hành các thủ tục để thu hồi tài sản bất hợp pháp hoặc yêu cầu của gia đình, người thừa kế của bà Nhàn bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ pháp lý để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, nếu xét rõ thì có thể bà Nhàn đang ở nước ngoài chứ không phải chết. Theo những nội dung trên thì bà Nhàn xuất cảnh và không rõ nơi cư trú hiện tại là một trong những lý do khiến cơ quan chức năng đã ban hành lệnh truy nã đối với bà. Vậy bà Nhàn và AIC đã thao túng đấu thầu như thế nào? Tâm điểm của vụ án Trịnh là hành vi thao túng và dàn xếp kết quả đấu thầu tại nhiều dự án công do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC thực hiện. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng AIC đã tham gia đấu thầu hàng loạt các dự án lớn từ các dự án y tế đến công nghệ sinh học. Tuy nhiên, những dự án này đã bị thao túng để đảm bảo rằng AIC luôn là đơn vị trúng thầu, dù giá trị thực tế của dự án bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá trị thực. Bà Nhàn cùng các cộng sự đã sử dụng mối quan hệ với các quan chức có thẩm quyền để can thiệp vào quá trình đấu thầu. Thông qua các mối quan hệ này, họ đã tạo điều kiện cho AIC và các công ty sân sau của mình dễ dàng trúng thầu bằng cách
thông đồng với các cán bộ chịu trách nhiệm thẩm định và xét duyệt hồ sơ. Những hành vi này bao gồm việc làm giả hoặc chỉnh sửa hồ sơ đấu thầu, định giá sai lệch và thậm chí loại bỏ các đối thủ cạnh tranh một cách bất hợp pháp. Kết quả là AIC đã trúng thầu với mức giá cao hơn nhiều so với giá trị thực, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Chưa dừng lại ở đó, bà Nhàn còn chiến lược bôi trơn để thắng thầu, tức là hối lộ các quan chức để đảm bảo rằng các hành vi thao túng đấu thầu của mình không bị phát hiện và để duy trì lợi thế cạnh tranh. Bà Nhàn đã không ngần ngại sử dụng hối lộ như một công cụ đắc lực. Hối lộ trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược thắng thầu của AIC, và đây cũng là một trong những hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất trong vụ án. Vậy bà Nhàn và AIC đã hối lộ những ai, chiêu thức tinh vi như thế nào? Những người nhận hối lộ trong vụ án này chủ yếu là các quan chức cấp cao có quyền quyết định trong các dự án mà AIC tham gia. Các quan chức này có thể là lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan hoặc các cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ đấu thầu. Họ đã bị mua chuộc để đưa ra các quyết định có lợi cho AIC, bất chấp việc này gây thiệt hại cho nhà nước. Hối lộ trong vụ án này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tiền mặt, tài sản đến các lợi ích vật chất khác như bất động sản, cổ phiếu hoặc các chuyến du lịch xa xỉ. Những khoản tiền này thường được chuyển qua các kênh trung gian hoặc được ngụy trang dưới các hợp đồng dịch vụ giả mạo để tránh bị phát hiện. Việc hối lộ này không chỉ giúp AIC thắng thầu một cách bất hợp pháp, mà còn củng cố mối quan hệ giữa bà Nhàn và các quan chức, tạo ra một mạng lưới tham nhũng khép kín. Theo như cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương từ đầu năm 2006. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ Sinh học, cơ quan chủ quản là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nhàn đã làm quen với bà Trần Thị Bình Minh là cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bà Nhàn cùng ông Trần Mạnh Hà nhiều lần đến phòng làm việc của bà Minh chào xã giao và nhờ giúp đỡ nhằm thâu tóm các gói thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học với giá thiết bị toàn dự án tăng từ 425 tỷ đồng lên gần 469 tỷ đồng. Cáo trạng xác định bà Trần Thị Bình Minh đã bỏ qua sai sót tạo điều kiện cho công ty AIC của bà Nhàn trúng đấu thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại là 33 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra cho thấy, vì được tạo điều kiện khi thẩm định điều chỉnh dự án, dự toán, Phó Tổng Giám đốc AIC đã 4 lần đến tặng quà cho bà Minh với tổng cộng là 900 triệu đồng. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1 năm 2006 với tổng diện tích là 230.000 m². Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.632 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ Sinh học. Khoảng vào tháng 4 năm 2014, ông Dương Hòa Sô, cựu giám đốc trung tâm, đã gặp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại lễ khánh thành trung tâm nuôi cấy mô thực vật. Lúc này, bà Nhàn trao đổi với ông Sô nhằm được tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia trúng thầu để thực hiện các gói thầu của dự án. Bà Nhàn hứa sẽ gửi quà cảm ơn ông Sô và các anh em. Hiểu rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ giữ lời hứa, ông Sô sau đó đã để công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói thầu thuộc các dự án nêu trên. Trong quá trình đấu thầu, bà Nhàn còn đồng ý cho công ty Gene Việt và công ty cổ phần Việt Á do ông Phan Quốc Việt là tổng giám đốc cùng một công ty y dược phẩm khác làm nhóm quân xanh tham gia đấu thầu. Bà Nhàn cũng chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn phối hợp với công ty Gene Việt, công ty Việt Á xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu, thông đồng với Trần Vinh Vũ, giám đốc công ty tư vấn Hồng Hà, lập hồ sơ mời thầu theo hướng tạo điều kiện cho liên danh AIC và công ty VMedimex do liên danh AIC Việt Á nhờ đứng tên trúng 3 gói thầu. Kết luận điều tra cũng chỉ ra rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo thiết lập công ty quân xanh để AIC Việt Á trúng thầu, tránh hủy thầu. Quá trình thực hiện giai đoạn 2, bà Nhàn tiếp tục chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà giao nhân viên AIC phối hợp với chủ đầu tư thống nhất danh mục, nâng giá dự toán thiết bị đảm bảo lợi nhuận cho AIC, giới thiệu đơn vị tư vấn thẩm định giá, lấy báo giá cho đơn vị thẩm định để hợp thức giá dự toán theo giá đã thông đồng, nâng khống với chủ đầu tư bố trí quân xanh dự thầu để công ty do bà Nhàn thành lập và điều hành trúng 2 gói thầu, công ty AIC trúng 1 gói thầu, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 83 tỷ đồng tại 6 gói thầu này. Bà Nhàn là chủ tịch công ty AIC có trụ sở chính ở Hà Nội và có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là người có toàn quyền quyết định việc thu chi, tất cả các đối tượng khác chỉ là người làm thuê. Sau khi đã thông đồng với các cá nhân ở Trung tâm Công nghệ Sinh học
và một số công ty để được thực hiện và trúng thầu các gói thầu của dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo bộ phận kế toán tại trụ sở công ty AIC ở Hà Nội nhiều lần chuyển tiền vào văn phòng phía nam của công ty AIC để ông Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng AIC tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trúng các gói thầu từ năm 2015 đến năm 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà và ông Trần Đăng Tấn 6 lần đưa tiền cho ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 14,4 tỷ đồng. Nhận tiền hối lộ, ông Sô đã đưa cho bà Trần Thị Minh, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư số tiền là 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đăng Quân, phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học là 950 triệu đồng, đưa thành nhiều lần từ năm 2016 đến năm 2020. Nguyễn Viết Thạch, trưởng ban quản lý xây dựng công trình thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học là 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 11,3 tỷ đồng, ông Sô sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, ông Sô đã nộp lại 11,5 tỷ đồng. Ông Quân nộp 700 triệu đồng, ông Thạch nộp 200 triệu đồng, bà Minh nộp lại 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Những người này đều được Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đánh giá, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Một yếu tố khác trong vụ án này là việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thao túng quá trình đấu thầu. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AIC, bà Nhàn không chỉ lãnh đạo công ty trong các hoạt động kinh doanh mà còn sử dụng quyền lực của mình để can thiệp vào các quyết định của các cơ quan nhà nước. Bà Nhàn đã sử dụng quyền lực của mình hoặc dựa vào mối quan hệ với các quan chức cấp cao để tác động trực tiếp vào quá trình đấu thầu. Điều này bao gồm việc chỉ đạo, can thiệp hoặc tác động đến các quan chức, cán bộ nhà nước để họ đưa ra các quyết định có lợi cho AIC. Hành vi này không chỉ làm suy yếu tính công bằng, minh bạch trong quá trình đấu thầu mà còn tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa được xét xử hoàn thành bởi Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, Đỗ Văn Trường, nhân viên AIC đã bỏ trốn, chưa ra đầu thú. Hành vi phạm tội của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt xã hội. Các dự án bị thao túng, đội giá cao hơn nhiều so với giá trị thực, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Những hành vi này đã làm mất đi sự minh bạch, công bằng trong các hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người dân và hệ thống quản lý nhà nước. Thực tế cho thấy, trong đấu thầu luôn có sự luồn lách, móc ngoặc với nhau, gây nên tình trạng tranh tối, tranh sáng, đưa đường dẫn lối cho các tội phạm, các loại sâu mọt ăn chia lợi ích của người dân. Trong đó có ba chiêu trò chính của các đơn vị đấu thầu để trục lợi. Thứ nhất là chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu, lợi dụng các quy định về chia tách gộp gói thầu. Có trường hợp còn chia gói thầu như kiểu chia phần để mỗi nhà thầu thân cận chiếm một phần, hoặc gom nhiều gói thầu nhỏ lại để tạo thành gói thầu rất phức tạp mà chỉ có một doanh nghiệp cụ thể có thể đáp ứng được. Thứ hai là cài cắm điều khoản mớm thầu nhằm cài người quen chèn người lạ. Nhiều vụ án, các đối tượng đã bắt tay đi đêm để truyền cho nhau thông tin những thiết bị cần bán, thông đồng về tiêu chí kỹ thuật, thậm chí cùng nhau xây dựng hồ sơ mời thầu. Không chỉ cài cắm tiêu chí kỹ thuật, có những gói thầu còn đưa ra tiêu chí phải có bằng khen của Bộ Tài chính về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Như vậy, gần như họ đã chọn sẵn doanh nghiệp trúng thầu. Thứ ba là thiết lập liên minh quân xanh, quân đỏ để thông thầu. Có nhà thầu chuyên dự thầu chỉ để trượt, nhằm lót đường cho nhà thầu đã định sẵn trúng thầu. Vì vậy, thực tế có cuộc đấu thầu trở thành vở kịch với sự tham gia của rất đông đảo quân xanh, quân đỏ rồi để quân đỏ trúng thầu. Thứ tư là móc ngoặc với các cơ quan thẩm định giá để nâng khống giá trị gói thầu. Ở một số vụ án, khi đi sâu vào điều tra, cơ quan chức năng mới phát hiện sự móc ngoặc tinh vi giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thẩm định giá trúng thầu. Giá trị gói thầu tăng lên gấp nhiều lần so với giá trị thực tế. Thứ năm là hoạt động nhũng nhiễu tiêu cực khác trong đấu thầu. Nếu hoạt động đấu thầu không được quản lý và quy định chặt chẽ, sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng trục lợi. Và vụ án AIC là vụ án điển hình cho những sai phạm về đấu thầu. Không chỉ dừng lại đó, vụ án này còn làm dấy lên những lo ngại về tình trạng tham nhũng trong các cơ quan công quyền, khi các quan chức, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công lại dễ dàng bị mua chuộc và biến thành công cụ để thực hiện các hành vi vi phạm. Niềm tin của người dân vào công lý và sự minh bạch của hệ thống pháp luật đã bị suy giảm nghiêm trọng. Vâng, kính thưa quý vị, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói ở trên, luật pháp của chúng ta cho phép xử vắng mặt, trốn cũng không được, trốn đi vẫn có quyền xử lý vắng mặt, tuyên bố công khai. Trong một vụ án lớn như vụ AIC, khi sự việc bị phanh phui,
có những cá nhân chọn cách trốn ra nước ngoài để tránh bị truy tố. Tuy nhiên, trốn đi nước ngoài không có nghĩa là họ có thể thoát được vòng tay của pháp luật. Luật pháp của chúng ta đã quy định rất rõ ràng về việc truy nã quốc tế và nếu cần thiết có thể thực hiện các biện pháp ngoại giao phối hợp với các nước khác để bắt người về nước và đưa ra xét xử. Trường hợp các biện pháp này không đạt được kết quả, pháp luật cũng cho phép xét xử vắng mặt, đảm bảo rằng dù trốn đi đâu nhưng kẻ phạm tội vẫn phải đối mặt với sự công lý và bị tuyên án công khai. Phải nói rằng, quyết tâm phòng chống tham nhũng không chỉ là vấn đề bảo vệ sự trong sạch của bộ máy nhà nước, mà còn là bảo vệ chế độ, niềm tin của người dân. Những hành vi trốn tránh trách nhiệm chỉ càng làm cho quyết tâm này trở nên mạnh mẽ hơn. Việc xử lý nghiêm minh, dù là xét xử vắng mặt, là minh chứng cho thấy không ai có thể trốn khỏi pháp luật. Nếu chúng ta không chống tham nhũng một cách quyết liệt, hệ thống sẽ dần bị suy thoái, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là có thể làm lung lay cả nền tảng chế độ mà chúng ta đã xây dựng và bảo vệ lâu nay. Vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng về sự cần thiết của việc thắt chặt quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước và nhân dân. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.